từ cây ăn trái đến rau rồi cả cây cảnh bonsai. Khó có thể tin được, khu vườn rộng tới 2.000m2 xanh mướt như vậy lại được trồng trên sân thượng một chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu vườn này là công sức chăm bẵm phát triển trong nhiều tháng trời của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa, 46 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là một kỹ sư thiết kế tiểu cảnh thủy sinh sân vườn, anh Hòa có sở thích tạo hình sân vườn cho những ngôi nhà trong lòng thành phố. Trong quá trình làm việc, anh Hòa có một ước mơ xây dựng một vườn rau hữu cơ sạch trên nóc những tòa nhà chung cư. Cách đây 18 tháng, anh đã biến ước mơ thành sự thật khi quyết định đầu tư 2 tỷ đồng làm khu vườn siêu to khổng lồ trên sân thượng rộng tới 2.000m2 của tòa chung cư mà gia đình anh đang ở. Thật ra thì ý tưởng xây một cái mảng xanh trên nóc chung cư nó phát ở đây khoảng 10 năm trước. Khi đó mình còn làm ở một cái quán cà phê thủy sinh ở ngoài Thành Thái kia. Để xây dựng được cái mảng xanh trên sân thượng thì nó rất là khó, nó liên quan đến vấn đề là mình phải chủ đầu tư, phải đồng ý ban, nói chung rất là nhiều thứ. Thì cũng may mắn là đây là một nơi mình tham gia thiết kế và thi công mảng xanh ở đây. Thì và đưa mình trình bày ý tưởng cho chủ đầu tư, và sau khi mình đưa ra những phương án mà thi công mà có khả năng là không bị hư những công trình thì đầu tư mới bắt đầu những ý tưởng và mình bắt đầu xây dựng cái mảng xanh thế này. Khu vườn có diện tích khủng này được anh Hòa chia thành nhiều khu vực cây trồng khác nhau, bao quanh phía bên ngoài là hàng tre xanh mướt, đi vào bên trong là các khu vực trồng cây ăn trái, trồng cây cảnh bonsai và cả rau sạch. Vì diện tích khu vườn lớn và vợ chồng anh đều bận công việc khác nên anh Hòa thuê thêm người để chăm sóc cho khu vườn mỗi ngày. Trung bình mỗi tháng, vợ chồng anh chi ra 20 triệu đồng cho chi phí vận hành và nhân công làm vườn. Đến thời điểm này, sau thời gian dài chăm bẵm, khu vườn đã ngày càng tươi tốt, cho nhiều hoa thơm, quả ngọt, khiến gia chủ vô cùng mãn nguyện và tự hào. Khu vực ở đây thì mình sẽ chia ra là khu vườn rau, vườn rau nè, khu vực bonsai nè. Bonsai thì dùng cho những khách nam, những người mà lớn tuổi họ thích. Bên kia là khu vườn mai. Khu vườn mai là để cho phục vụ những ngày Tết cho bà con cư dân ở đây, họ có vườn mai để thưởng thức. Rồi họ nếu mà không về quê thì có thể họ để họ thuê, họ đem về họ trưng ở nhà. Rồi bên ngoài thì khu vườn sưu tầm sen, mình sưu tầm được khoảng trên 50 giống sen của thế giới về, mình nhân giống ở đây. Đầu tiên thì cũng để là phục vụ cái thú đam mê của mình thôi, nhưng sau đó thì mình chia sẻ giống cho mọi người. Kế bên đây là khu vườn súng, cũng là một nơi mà sưu tầm rất nhiều loại súng lạ của thế giới về, mình nhân giống ở đây. Còn bên đây là khu vực còn trống, đây chuẩn bị là cho sau khi hè tới và dịch đi qua thì mình sẽ xây dựng khu vườn cho sinh thái cho các em lên trải nghiệm về nông nghiệp cho nó quá trời. Không chỉ là nơi thỏa mãn niềm đam mê cây trồng, từ lúc xây dựng khu vườn, cư dân tại chung cư cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú khi có thêm nhiều điểm hẹn hóng gió thư giãn mỗi chiều. Ở Sài Gòn có lẽ khó mà tìm được một sân thượng chung cư nào xanh mát đến như vậy. Thì đến một ngày đó họ vô tình họ lên sân, họ bấm lộn nút lên tới sân thượng, hoặc đó là những cái mà mình đọc được trong mắt của họ, rất là vui. Ủa, cái này là mình cho ra hả? Ừ, có chứ. Thì đó là lúc đó họ cảm giác rất là ngộ, họ cái niềm vui của họ được lên. Ô, trên đây hay quá ta, vì mình hồi xưa giờ ở đây mấy năm trời mà không biết. Đó là cái cảm xúc mà đem lại được cho cái cư dân ở đây. Tầm một năm trước mình cũng đi tìm nhà để chuẩn bị lập gia đình, thì cũng đi nhiều nơi mà cũng thấy ở đây này có cái sân vườn, thì nói thật là đây cũng là một trong lý do là mình quyết định là chuyển về đây sinh sống, vì nó có một cái mảng xanh nó rất là thú vị. Những ngày làm việc tại nhà để chung tay phòng chống dịch Covid-19, anh Hòa có thêm thời gian để cùng vợ con chăm chút khu vườn kỹ càng hơn. Với cái sân vườn thế này thì đối với mình không phải là chuyện khó. Mình đã đi làm rất nhiều sân thượng cho khách hàng, nhưng mà sân thượng gia đình nhỏ, thì bây giờ đây là một nơi mà mình thỏa chí để mình thực hiện cho ước mơ là mình làm một cái sân thượng thật là to, tạo món xanh thiệt là lòng lớn cho mọi người tham quan.